chắc có lẽ là em đã yêu rồi. Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Thôi hết rồi. Anh dâu xa yêu nhau là có tội phải không anh? Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chị muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay nó mấp mãi trong tim. À, giờ đây đã quá muộn màng, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời mình đã. Theo ngày tháng lạnh tùng, anh muốn nói với một nỗi đau sau vì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên miên vào hiểm đáng nguy, chứ bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc ta xe buồn, lòng dũng tướng chợt nghe mệt yêu khi một lần đối diện. Và tình yêu mà đau khổ thì chắc hẳn rằng anh hiểu được lòng em muốn rời bỏ em, rời đau em, xóa tóc mây tô mà thắm má môi hồng. Có phải em như người đó đang quyến thầy hay xem em như kẻ là người trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thầy con em. Gần gũi tất cả như dạng lý quan tăng, tình cấm linh nên tình đành tiền dòng. Tóc mây quằn quại bay trong gió, lòng nhớ lòng của em đang báo đồng tay vời. Thiên kiều ơi, chiều nay bỗng những lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.